Ơi 800 vé. Trời ơi, nhớ mẹ con. Trời ơi, vậy là dàn cảnh bán số hả chú? Vậy là trước đây, trước cửa nhà chú rồi cũng có một lần như vậy rồi. Cũng y gan vậy luôn. Dạ. À, còn có 100 tờ thôi. Đó. Và khi mà camera mà quay đến anh á thì anh kêu đó tắt xóa đừng quay à, là anh em thấy là cái sự dừng cảnh ha. Thì cô chú biết á thì khi mà anh em YouTube á muốn tiếp cận để mà quay á để mà giúp đỡ cô chú anh chị thì anh ấy lại từ chối và đuổi các anh em đi. Đó là một cách dàn cảnh rất là rõ ràng ha. Tình cờ thì Bước Chân đang có mặt tại thị trấn Lấp Giò ngay chân dòng xây của chú anh chị, và giờ này cũng gần tới giờ xổ số là khoảng 3 giờ chiều rồi, và có anh trai quỳ ở đây để mà xin bà con mua tiếp vé số của chú anh chị. Thì anh còn rất là nhiều luôn. Đây, để chúng ta tiếp lại tiếp cận gần anh nha. Rồi lạch ghế vậy hả? Lạch giá cho đây hả? Một cọc này là còn khoảng bao nhiêu tờ? Em không biết nữa, chưa có điểm. Anh đi đến tay kia rồi mà em đi ơi. Em chơi, lạch giá anh ơi. Anh bán ngày bao nhiêu vé mà chắc này còn nhiều với vậy? 800. Trời ơi, 800 vé. Trời ơi, nhớ mẹ con. Rồi đưa ảnh giùm anh. Đây tiền vé số nè. Anh đi đứng dừng mất giùm em đi. Đừng quay nữa anh. Đừng trách đi anh. Đừng quay nữa trách đi anh. Bán đi, lo bán đi. Biết. Theo mình đón cái đó phải chờ chết trong nhập tờ. Nói chung là giá là đây bán là 800 tờ. Cái này mà quá trời nhiều luôn. Đưa ơi, đưa ơi chị. Lên đi mà anh quay người ta không có mưa, lại mưa đâu anh. Trên này cứ quay nữa anh ơi. Cứ quay nữa anh. Rồi rồi. À, và hiện tại thì anh đang kêu gọi bà con mua vé số của chú anh chị. Giờ thì em đang kêu gọi để bà con ủng hộ vé số nha, để coi bà con mình có ủng hộ em những tờ vé số trên tay hay không nghe cô chú anh chị. À, em thấy là bên đường cũng đang có một chị gái đang băng qua đường để mà tiếp vé số em đó cô chú anh chị, và ông chú cũng đang dừng lại để tiếp vé số ha. Thì chúng ta không có tiến lại gần được của chú chị để xem. Dạ sao chú? Cũng có một lần rồi hả chú? Cái này là chú có nghi là dàn cảnh để bán số không chú? Vậy là dàn cảnh bán số hả chú? Vậy là trước đây, trước cửa nhà chú rồi cũng có một lần như vậy rồi. Cũng y gan vậy luôn. Dạ. Rồi, sự thật như thế nào thì mình chưa biết rõ cô chú anh chị. Thì ông chú nói là trước cửa nhà chú, và chú cũng nói là trước đây cũng dàn cảnh như vậy để mà bán cái số một lần rồi, thì hôm nay lại tiếp tục dàn cảnh như vậy để bán cái số nữa, thì chúng ta không biết sự thật là như thế nào nữa. Mình cũng thắc mắc các cô chú anh chị,
tại sao cái người từ ngoài Gạch Giá vô tới đây bán số mà lại hiện tại là còn cầm rất là nhiều vé số như thế? À, chú ơi, chú có nghĩ là cái này là vàng cảnh không chú? Đúng rồi, vàng cảnh đó. Vàng cảnh để bán ha. Đúng rồi, chắc vàng cảnh đó. Tại vì ông chú trước cửa nhà ông mới mở cửa ra đó nè. Ông nói là lúc trước là vàng cảnh bán ra nhiều bạn rồi. Ừ. Bây giờ lại nghĩ hả? Ừ. Bây giờ lại tiếp tục vàng cảnh để bán nữa. Có nghĩa là nếu mà ông bán 800 tờ giấy số đi. Ừ. Mà từ Gạch Giá tới đây là không khi nào mà còn nguyên như vậy được. Đúng rồi. Má trời ơi. Còn nói chung thì công sức của ảnh ra ảnh bán ảnh làm như thế nào thì cái đó là do ảnh. Do ảnh. Nhưng mà thấy nãy ảnh cũng còn nhiều quá, mình cũng mua ủng hộ ảnh 20 tờ. Rồi thôi mấy anh em mình tạm dừng video ở đây nha mọi người. Trên 3 phút. Ai cũng lại ghé mua mặt trời. Cái này mua chắc mau hả chú ha, tại ta thấy tội nghiệp quá. Hay chăng đường đường. Mua con bếp đó. Chưa thì không quay được, hết quay được. Đi ta. Lên Zalo. Thấy hoàn cảnh như vậy đó. Dạ. Ờ vậy thôi, tụi con đi chứ. Ờ dạ dạ. Ờ chúng ta nếu mà giúp đỡ người của chú anh chị. Tình như hết hết yêu thương nữa. Dạ. Cũng như mình nói hết yêu thương với nhau, cũng như giúp đỡ cho nhau. Dạ. Cảm như lâu đâu vậy đó. Kết nối yêu thương thành một che chở. Dạ. Má chờ. Ba ba về mấy rồi. Chắc không hết nổi hả chú? Ừ. Hương đi luôn chú ơi. À. Thì cô chú ơi, chúng ta nếu mà giúp đỡ người thì chúng ta phải tìm hiểu cho rõ cái hoàn cảnh nha của chú. Nếu mà chúng ta không tìm hiểu rõ nguyên cảnh thì chúng ta dễ lầm lắm nha. Dạ. Giống như là mỗi một ngày á, lâu lâu mình mua tiếp thì bao giờ nãy con cũng thấy con mua tiếp. Vậy là trước đây. Vậy là trước đây cũng có một lần như vậy rồi hả chú? Từ ông nóng quá ông ra ông nói ông đó luôn. Nha. Dạ. Thì cô chú ơi, thì sự việc không biết như thế nào nhưng mà các anh ở gần đây á, họ cũng đều nói là trước đây cũng đã từng dàn cảnh như vậy một lần rồi. Thì giờ đây thì chúng ta gặp cái cảnh này á, thì cũng giống như là dàn cảnh là lần thứ hai. Nhưng mà cái sự việc gốc ở trong như thế nào thì mình cũng chưa hiểu rõ được nha cô chú. Thì mong cô chú xem clip để mà chúng ta tìm hiểu thêm nha. À, phía trước thì chúng ta thấy là anh bán rất là chạy ha. 500 tờ mà nãy giờ là em thấy là còn có 100 tờ thôi. Đó. Và khi mà camera mà quay đến anh á thì anh kêu đôi tắt xóa đừng quay. Đó, là anh em thấy là cái sự dừng cảnh ha. Thì cô chú biết đó, thì khi mà anh em YouTube đó, muốn tiếp cận để mà quay đó, để mà giúp đỡ cô chú anh chị thì anh ấy lại từ chối và đuổi các anh em đi. Đó là một cách dạng chặn rất là rõ ràng ha. Giờ thì em xin kết thúc clip tại đây nha cô chú anh chị. Hey, Bức Chân chào cô chú anh chị em ha. Thì cô chú anh chị em đã quay trở lại cái kênh của Bức Chân. Thì vừa qua cô chú chị em thì Bức Chân đã có mặt tại lắp giò, chỗ dùng xe lắp giò của chú anh chị, và bắt gặp được một cái thanh niên khoảng độ chừng ba mấy thôi, và anh đã dàn cảnh để mà bán vé số của chú anh chị, và anh nói là anh từ Gạch Giá vô đây và cầm được 800 tờ vé số để vô đây bán. Thì cô chú anh chị biết đó, thì từ Gạch Giá mà theo Google mà em bấm trên đây cô chú anh chị là 76 km. À, cô chú chị biết đó, thì đi nếu mà chúng ta bán vé số mà từ ngoài Gạch Giá vô tới đây á, là vô tới đây là khoảng, nếu mà đi ghé quán dài của chú anh chị là có thể là 4 tiếng đồng hồ cô chú anh chị bán số dài như tới đây.
Mà từ gạch giá cô chú anh chị bán vô tới đây á, thì tệ nhất là cũng khoảng hết 400 tờ. Đó, đó là em nói là cái số mà bán ít đó cô chú anh chị. Còn bán nhiều là khoảng 500 tờ đến 600 tờ. Mà còn lại chỉ vài tờ là vài trăm tờ là dữ lắm. Mà nãy còn cầm một cọc 800 tờ luôn. À, 800 tờ luôn, bán với số. Mà các anh em ở YouTube á, cô tụi em á, tiến lại gần để mà thăm hỏi, để mà giúp đỡ, thì anh ấy khước từ và đuổi xua, không muốn cái ống kính của chúng em quay lại gần, vì anh ta dàn cảnh để mà bán vé số. Và sự việc trắng trợn hơn á, thì tụi em có đến hỏi lại những cái người dân ở tại địa phương đó và trước cửa nhà của chú luôn, thì chú mới cho biết rằng anh đã dàn cảnh bán ở đây một lần rồi và bán rất là đắt luôn, và hôm nay lại tiếp tục dàn cảnh để mà bán vé số, để mà nói cho bà con ở đây đều biết là nếu mà chúng ta giúp đỡ một cái hoàn cảnh hay là một cái sự việc gì đó, thì chúng ta cần phải tìm hiểu rõ cái nguồn gốc và cái nguồn cội của chú anh chị. Khi mà một cái người muốn lợi dụng cái lòng thương của người khác đó cô chú anh chị, thì càng được lên án. Vì cái xã hội này á, còn rất là nhiều những cái trường hợp mà cần chúng ta giúp đỡ. Chứ không phải là thấy trước mắt là như vậy, thì rõ ràng trước mắt là người ta quỳ gối, khóc, van xin, năn nỉ, ý ơi để mà bán được những tờ vé số. Và cô chú anh chị kỹ lại đi, ngoài những người đó thì những người bán vé số xung quanh chúng ta như thế nào? Tại sao cô chú anh chị không giúp mà lại giúp những hoàn cảnh này? Khi mà họ hừng sáng đi bán, trên tay họ chỉ có 100 hoặc 200 tờ vé số bán nguyên một ngày, thì một ngày đó một tờ vé số người ta kiếm được chỉ có 1.000 hoặc là 1.001 đồng một trên một tờ. Vì sự mưu sinh cứu giúp và họ bán cái số đó để nuôi gia đình họ, tại sao cô chú anh chị không giúp, mà cô chú anh chị lại quay ngang giúp một cái trường hợp đặc biệt dàn cảnh để mà lợi dụng cái lòng tham của họ để họ bán được những cái đồng tiền đó để mà họ chưng dụng vào những cái việc bất lợi. Những sự việc này chúng ta cần phải suy xét cho kỹ ha cô chú. Thì lúc nãy bước chân thấy cái hoàn cảnh đó đó, thì bước chân thấy cũng rất là động lòng, cũng rất là muốn đến tiến lại gần để hỏi rõ và tìm hiểu và có thể là giúp đỡ một phần nào đó. Nhưng mà anh thấy mình ghim cái ống kính vào, cô chú anh chị thấy ha, ghim cái ống kính vào thì anh lại xua đuổi, xóa đi, tắt đi, đừng có quay nữa. Cô chú anh chị thấy những cái điều đó thì chúng ta cần suy nghĩ ha. Và đây là một cái video mà em làm để mà gợi ý cô chú anh chị sau này gặp những cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta cần phải suy xét cho nó chu đáo ha cô chú anh chị, rồi chúng ta hãy quyết định giúp đỡ hay không giúp đỡ. Vì Đức Thầy á, Đức Quỳnh Giáo Chủ á, cũng từng nói á, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Thì cô chú anh chị biết đó, đó là một cái trong cái bát chánh, và đó là cái chánh tư duy mà của con người và cuộc đời hành đạo của chúng ta cần phải có. Theo như anh nha, một người bán bình thường thôi thì có thể người ta bán 50% tờ trong cái tầm sức của người ta để kiếm tiền ta sinh sống hàng ngày. Đúng rồi. Chứ đâu phải cố tình mà để bán lên 800 tờ, 1.000 tờ mà để lợi dụng cái lòng tin thương của mọi người để mình bán như thế. Mà hết địa điểm này tới địa điểm khác thì đâu có được. Đúng rồi, mà nãy anh thấy anh tiếp cận không, là 800 tờ vẫn còn y nguyên luôn. Vẫn còn y nguyên. Đó, tại sao bán từ gạch giá vô tới mà 800 tờ còn y nguyên là sao? Thì do cái này là chắc cũng một cái vấn đề nào đó rồi lại nó nói lên. Đúng rồi. Mình đưa cái này là đưa ra để cho bà con của bác thấy, để mình cái lòng thương của mình đó với mọi người á, có thể là giúp bằng mọi cách nào để cho nó hợp lý nhất. Thì bước chân làm video này của chú anh chị thì không có muốn bôi móc ai và cũng không muốn lên án ai, và chỉ muốn làm cái video này để cảnh tỉnh cô chú anh chị, chúng ta làm phước hay là chúng ta gieo thiện thì phải cho nó đúng chỗ ha. Thì Đức Thầy của chúng ta cũng thường nhắc, xét người cho tội xét thân ta, nếu người có phận vui lòng thứ, ta thứ được người người thứ ta.
Thì đây là một cái video tổng hợp để gợi ý cho cô chú thôi. Còn cô chú muốn giúp đỡ ai hay là làm hoàn cảnh nào đó hay là muốn mua cái gì đó thì đó là quyền của cô chú. Em không có quyền để mà ngăn chặn hoặc cũng không có quyền để mà phán xét ai. Nhưng mà em thấy trước mắt em như vậy thì em làm cái clip này để gửi đến quý cô chú ha. Quý cô chú nhớ là chúng ta làm việc thiện thì chúng ta hưởng thiện, và chúng ta làm việc ác thì chúng ta hưởng ác. Và chúng ta giúp sức cho cái người cố tình dàn cảnh mà chuộc lợi riêng về bản thân của họ thì chúng ta cũng có một phần trong đó nha cô chú anh chị. Thì em không nói là phần gì, nhưng mà cô chú anh chị tự hiểu ha. Tại vì cái sự việc mà dàn cảnh bán vé số thì rất là nhiều rồi, nhưng mà hiện tại thì cô chú cũng là người thôn quê, chúng ta không có dạng như không có đụng chạm nhiều, mà chúng ta hiểu rõ được. Tại vì cái người mà người ta lợi dụng thì người ta sẽ dùng mọi hình thức để hợp thức quá để mà làm cảm động của trái tim của cô chú. Và họ cũng biết được rằng cái người miền Tây mình thì theo cái tôn giáo Phật giáo Bộ Hảo là luôn có một tấm lòng từ bi bác ái, khoan dung độ lượng và sẵn sàng giúp đỡ những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Và họ đã đánh vào cái tâm lý đó và đã tạo ra những cái hoàn cảnh để phù hợp hóa cho cái phong tục Việt Nam và phù hợp quá trong cái nền đạo chúng ta, để họ nhằm mục đích trục lợi riêng của họ. Thì bức tranh nói đến đây thì em cũng xin tạm dừng clip này. Các mong cô chú anh chị xem clip này, và chúng ta đâu đó sẽ gặp được những hoàn cảnh tương tự thì chúng ta phải suy xét cho nó chu đáo nha cô chú anh chị. Chúng ta không nên chập giật hay là chúng ta làm một cái gì đó để mà về trái tim chúng ta vẫn nhói đau thôi cô chú. Đến đây thì bước chân xin chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe, đạo tâm thường phát và luôn vui vẻ trong tất cả các công việc, và nhất là luôn làm ăn phát tài ở năm 2024 sắp tới đây. Và năm cũ đã qua thì năm mới Tết đến đã sắp cận kề rồi, thì bước chân cũng nhân dịp này kính chúc quý cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, làm ăn thịnh phát ha. Em xin chào ạ.